Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho đông trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết phế chủ khí phần 2. Hữu viết lại nói rằng phu dương mạch phù, phu dương mạch phù nhi sát phù vi vệ khí hư hư đoạn khí mặt quyết viết thủ mặt trầm tiện
tri. Thị. Khí. Trầm. Phục. Sắc. Nhược. Nang. Trị. Kỳ. Trầm. Quạt. Khí. Kim. Đàn. Hữu. Viết. Trầm. Quyền. Tế. Động. Dây. Khí. Thấm.
tại thốn khi thống ngay chỗ đoạn này nó nhảy hết mấy chữ, xin lỗi các bạn, để mình bỏ hai cái này đi, mình bổ sung thêm khí thống. Chứng tâm thống tại thốn phúc thống tại quan bộ tại sức mạch tượng hiển nhiên trọng cảnh viết phu dương mặt vi
Nhi. Khẳng. Khẳng. Vi. 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 Hư. Vi. Khẳng. Tương. Truyền. Vi. Đón. Khí. Xin đọc lại một lần cái đoạn kinh văn này và giải thích luôn. Hữu viết lại nói rằng phu dương mập, phu là cái mu bàn chân, dương mập là đi, mặt dương mặt phù, phù nhi sát đi mặt phù mà rít rắm, phù vi vệ khí hư, mặt phù là vệ khí hư, hư tắc đoản mặt hư. Hoặc là hiện tượng là hư là suy nhược, thì đoạn khí là thở hơi ngắn, mạch huyết huyết mạch mạch huyết bảo hạ thủ, mạch trầm xuống tay mà thấy mạch trầm, tiện tri biết là thì chính là khí trầm cực, khí đi rất là
rất là trầm, rất là chìm xuống, tắc phục thì lẩn trốn, sắc nhược, mạch sắc và mạch nhược nan trị thì rất là khó trị, kỳ quặc cũng giống như trầm quạt. Trầm quạt là mạch đi trầm và quạt. Khí kim đàm ẩm là bệnh về khí mà kèm với đàm nhớt. Hữu viết lại nói rằng trầm quyền, mạch trầm quyền. Tế động nhỏ và động, giai khí thống đều là khí đau nhất. Chứng tâm thống là tim đau, tại thốn nó là chứng đau tim là thấy mạch nó đi ở bộ thốn. Phúc thấm tại quan là bụng đau thì thấy ở bộ quan. Hạ bộ tại xích là bộ phía dưới thì coi ở, xem ở bộ xích. Mạch tượng hiển nhiên, mạch thấy rõ ràng, tượng mạch rõ ràng. Trọng cảnh viết, trọng cảnh bảo rằng phu dương bàn chân, mu bàn chân, dương mạch, thấy mạch dương. Nhi vi nhi nhỏ mà khẩn, khẩn là gấp gáp. Khẩn nhị tắc vi hàng, khẩn thì là hàng. Vi tắc, vi hư, mạch vi là cơ thể hư. Vi khẩn tương truyền là vi khẩn truyền với nhau. Tắc vi đoạn khí chính là ngắn hơi, đoạn khí là thở ngắn hơi. Tới đây mình xin hết đoạn kinh văn. Chào tạm biệt các bạn.